Emry xin mến chào đại gia đình. Hiện tại thì Emry đang có mặt ở đường Bình Đức, ngay cặp cái bờ kênh rất là đẹp. Thì bây giờ đồng hồ của Emry cũng là 8 giờ đúng rồi. Hôm nay cũng là ngày 30 tháng 9 năm 2024. Gia đình chúng ta thấy là bước sang ngày mai là ngày 1 tháng 10. Coi như là cũng bước sang quý 4, quý cuối cùng của năm 2024 để đón năm 2025. Thì buổi sáng này Emry sẽ đi dạo một vòng để gia đình chúng ta tham quan cuộc sống của bà con. Ở đây thì đường Bình Đức thuộc phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì coi những cái khu vực này thì trong buổi sáng đây thì bà con sinh sống như thế nào. Và hôm nay thì Emry cũng muốn gửi đến đại gia đình chúng ta một cái câu chuyện tình của một cái anh Việt Kiều. Việt Kiều ở đây thì gọi là Việt Kiều Mỹ. Đó thì về Việt Nam cưới vợ xong thì để mà lập nghiệp tại Việt Nam này. Đó là cái nguyện vọng của anh. Nhưng mà cái chuyện tình của anh như thế nào thì xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với Emry. Nếu mà đại gia đình chúng ta có anh chị nào mà chưa có đăng ký kênh đó thì xin hãy ủng hộ Emry bằng cách là nhấn nút like và nhấn nút đăng ký kênh. Emry xin cảm ơn rất là nhiều. Đó thì đây thì cả nhà mình thấy phường 15 bây giờ thì người ta làm lại rất là đẹp đây. Có những cái bờ kè và trồng cây nữa, khang trang. Đó, những cái con đường mà đường Bình Đức là một trong những cái con đường ngắn và nhỏ. Gia đình chúng ta nghe thì có lẽ là sẽ không gọi là biết nó là ở đâu luôn. Đó thì nếu mà mình không nói là phường 15, quận 8 thì mình cũng không biết nó nằm ở chỗ nào. Nhưng mà thật sự mà nói thì quận 8 bây giờ thì làm lại rất là đẹp như thế này đây. Đó, nhà cửa thì cũng tương đối ổn, khang trang. Đó, thì bây giờ Emry sẽ trở lại với câu chuyện tình của anh chàng Việt Kiều Mỹ này. Anh này thì cũng trẻ thôi, cũng tầm 40 tuổi thôi, chứ mà không có lớn tuổi quá. Thì anh ta gọi là bên Mỹ anh làm. Thì cái nghề chính của anh ta là tài xế xe tải đó, mà để chở hàng, giao hàng, gọi là bưu kiện của bưu điện đó. Đó thì cả nhà mình thấy là giao những bưu kiện như hàng hóa thôi, chứ thật ra thì bây giờ thì công nghệ phát triển rồi, cho nên là những cái mà như là người ta gọi FaceTime, là gọi WeChat thì người ta có thể nói chuyện với nhau, gọi thấy mặt với nhau dù ở xa hay ở gần, cho nên là thư từ là gần như là không có cần thiết, mà chủ yếu là bưu kiện. Đó thì hàng hóa là chính, anh ta chạy xe tải để mạnh giao những cái mặt hàng này. Đó là cái nghề của anh ta. Rồi xong nữa thì anh ta thấy là gần 40 tuổi rồi nhưng mà vẫn chưa có vợ. Tại vì ở bên Mỹ mà gia đình chúng ta thấy là khó kiếm vợ lắm. Tại vì sao lại nó khó kiếm vợ? Tại vì đối với những người giàu thì nó lại là một cái khung trời khác. Còn với những cái người công nhân bình thường thì giống như ở Việt Nam mình, công nhân bình thường làm tháng nào xào tháng nấy, cho nên là tiết kiệm với lắm, nhịn ăn nhịn xài luôn thì mới có dư. Mà có dư thì cái đồng tiền mà bên Mỹ đem về Việt Nam thì nó thấy lớn. Nhưng mà với những người công nhân bên Mỹ mà có tiết kiệm dư thì so với đồng tiền đó, so sống tại cái nước sở tại của người ta bên Mỹ thì nó cũng chả đáng là bao nhiêu. Thì anh ta để dành cũng được một mớ kha khá rồi. Tại vì anh thấy là mình có để dành một số tiền lớn, nhưng mà nếu mà ở bên Mỹ này thì chắc chắn là cũng không có thể nào đủ mua nhà. Rồi thuế cũng rất là nhiều nữa. Chỉ có cách là về Việt Nam thôi mới mua được nhà rồi sống an nhàn ở tuổi già. Đó thì anh ta cũng tính hết, cho nên là đã tính rồi thì phải làm. Tính mà không làm thì coi như cái tính nó cũng vô nghĩa. Đó thì tính rồi thì phải làm thôi. Anh ta bắt đầu làm lên mạng lân la. Sau khi mà đi làm về rồi thì lên mạng lân la để mà tìm bạn gái, tìm đối tượng, tìm người yêu. Thì vô tình là cái anh này là ở Mỹ, anh tên là Thắng, anh tên Việt Nam, anh tên là Thắng. Thì anh mới lên mạng thì vô tình thì anh quen được với cô này tên là Duyên ở Việt Nam, và đang ở gọi là sinh sống gọi là ở Tiền Giang đó. Thì mình thấy là ở Gò Công, Tiền Giang đó, thì hai người mới làm quen với nhau, rồi chat chít, rồi gọi FaceTime đồ với nhau đồ rất là nhiều, thấy mặt với nhau cũng thường xuyên tâm sự nữa. Cô Duyên này thì cũng gọi là
gái mà Tiền Giang Gò Công mà dáng người thì cũng xinh xắn dễ thương, cho nên là mình thấy là đặc biệt ở Tiền Giang thì hoa hậu rất là nhiều đó, thì cô Duyên này cũng rất là đẹp gái đó, thì khi mà hai bên đó thường xuyên gọi là liên hệ với nhau đó, gọi là gọi với nhau rồi thì bắt đầu là dần dần có tình cảm rồi, hai bên yêu nhau cũng thấm thiết này, cũng này kia nữa. Nhưng mà cái cô Duyên này á thì cổ dạng cổ là cổ cũng quen bạn trai bên đây rồi, nhưng mà cũng lang thang lên mạng vậy, dạng là kiếm Việt kiều Mỹ, Việt kiều Úc, Việt Đức, Việt Pháp gì, nói chung là lang thang trên mạng để kiếm những anh chàng nào mà say nắng cô rồi gửi tiền về cho cô xài thôi. Chứ thật ra thì cô cũng có người yêu bên này rồi, và người yêu cô cũng chấp nhận cho cô làm cái việc đó luôn đó, mình thấy đó, điếm thúi đến mức độ là tột cùng luôn. Nhưng mà những người càng điếm thì cái miệng càng dẻo, càng ngọt, và nói chuyện thì rất là tình cảm, tâm ly bi đát. Cho nên mình thấy là những người thô kệch đó thì cái người ta gọi là chân thật, cái tâm ta gọi là tốt. Còn những cái người mà ngọt ngào, ghi không có phê phán những người ngọt ngào, nhưng mà những người ngọt ngào mà cái tâm người ta không tốt thì rất là nguy hiểm. Còn cái ngọt ngào mà cái tâm người ta tốt nữa thì đều rất là tuyệt vời. Nhưng mà cái cô Duyên này, cậu xinh đẹp, cậu ngọt ngào, nhưng mà cái tâm một cậu không tốt, cho nên là mình thấy là khá là rất là nguy hiểm luôn đó. Thì hai bên gọi là cũng nói lời yêu đương, cũng nói đến chuyện lập gia đình, rồi đủ thứ hết trơn luôn đó. Thì bắt đầu là hai người á gọi là cảm thấy là đến lúc rồi, gần gặp nhau rồi. Anh này cũng muốn gọi là mến cô này quá, muốn cưới cô này làm vợ rồi. Ở đây là đường Mai Hắc Đế đây, giao nhau với Lưu Hữu Phước, khi sẽ rẽ phải vào Mai Hắc Đế đó, thì muốn cưới cô này làm vợ rồi. Anh Thắng này anh thương cô Duyên này, chung bất dù nói chuyện qua FaceTime thôi, rồi thường xuyên tâm sự với nhau thôi, chứ mà chưa gặp trực tiếp nhau lúc nào hết. Nhưng mà anh thấy là thương rồi, bắt đầu anh mới là quyết định là anh về Việt Nam đó. Thì anh về Việt Nam thì cái lần này là anh về Việt Nam là anh về một tháng luôn, chơi ở đây Việt Nam một tháng. Về thì bắt đầu cái cô Duyên này mới lên trên Sài Gòn, sân bay Tân Sơn Nhất để mà đón ảnh rồi cũng như là cũng thuê khách sạn đầu, cũng ở đây cho anh nghỉ ngơi mấy ngày cho quen khí hậu, rồi 2 ngày 3 ngày cũng đi vòng vòng Sài Gòn chơi. Xong rồi bắt đầu là về cái nhà của cô Duyên này là ở Tiền Giang đó, Gò Công Tiền Giang, cũng giới thiệu gia đình là bạn trai đồ này kia nữa, cho nên là anh rất là tin tưởng luôn đó. Thì về đi chơi một vòng thì cô này cũng dẫn anh đi chơi chỗ này chỗ kia, rồi nói đến chuyện tương lai đồ đủ kiểu hết đó. Thì anh Thắng này cảm thấy là về Việt Nam lần này thì quá hạnh phúc rồi. Và anh nghĩ thật ra mà có những lúc mà anh nằm anh trên võng đu đưa mà anh gác chai lên trán, nói trời cái số mình, bởi vì mình ở nước ngoài mình sống làm công nhân mình cực khổ quá, mà không ngờ mình về Việt Nam mình lại làm gọi là may mắn và hạnh phúc được, có một người vợ đẹp, vợ ngoan dễ thương nữa, rồi một cái quê hương rất là tuyệt vời nữa. Khi mà nghĩ tới cái cảnh mà ở bển là suốt ngày làm công nhân không có tương lai, mà về đây thì lập gia đình rồi mua nhà mua đất rồi kinh doanh nhỏ rồi thấy vậy thì cuộc đời mình quá ngon rồi, quá đã rồi đó. Thì bắt đầu là hai anh chàng này, anh chàng này cũng tính về quê và về ở Việt Nam luôn, chứ không có đi rước vợ qua Mỹ. Tại vì anh cũng hiểu một rằng á, khi mà rước vợ qua Mỹ rồi với một lương công nhân á, thì anh không thể nào mà đủ nuôi vợ nuôi con hết, và vợ mình qua bển thì cũng không biết ngoại ngữ rồi cũng không có nghề nghiệp nữa. Cho nên là cái cuộc sống mà nếu mà rước vợ qua bển rồi thì cái cuộc sống sẽ bế tắc. Ở đây là ngã ba giữa đường Bình Đông và đường Mai Hắc Đế đây. Từ Mai Hắc Đế này đi sẽ rẽ vào Bình Đông. Đây, Bình Đông hướng này thì sẽ chạy từ phường 15 ngược lên phường 14, 13 đến lên tới cầu Trà Và. Đó thì ảnh cũng hiểu một cái điều là mức lương công nhân ảnh tại Mỹ, ảnh làm sống làm chết luôn. Nhưng mà nếu mà cưới vợ mà rước vợ qua bển nữa, rồi sinh con nữa thì chắc chắn là không thể nào anh lo nổi hết, là cuộc sống sẽ vào bế tắc và vợ chồng có thể là chia tay là cái chuyện thường xuyên.
Đây thì anh cũng rút kinh nghiệm ra từ những anh chị đi trước rất là nhiều rồi. Có nhiều anh làm công nhân nhưng mà về Việt Nam cưới vợ xong rồi rước vợ qua mà về ra một mình sống rồi làm còn khó rồi. Cái mức sống bên Mỹ thì nó cao, cho nên là rước vợ qua rồi thì cái chi phí làm công nhân đâu có đủ, rồi có con nữa, rồi riết rồi lục đục. Và đây là cũng một trong những cái nguyên nhân chính mà nhiều cái cặp vợ chồng gọi là ly hôn sau khi mà qua Mỹ định cư lại ly hôn với nhau. Đó là nó ảnh hưởng do kinh tế, là lo không có nổi. Đó rút kinh nghiệm cho nên là lần này ảnh khôn hơn rồi. Anh Thắng này là ảnh chọn là về Việt Nam chứ không phải là qua Mỹ. Và cái cô vợ này, cô Duyên này cũng không có nguyện vọng qua Mỹ nữa. Cô Duyên này lại thích sống ở Việt Nam hơn. Thì coi như là hai chồng quá hợp gu với nhau rồi. Đó thì sau đây chơi được khoảng 28 ngày thì bắt đầu anh quay về Mỹ, anh làm thì mình thấy đó là làm qua bản làm thì khoảng một tháng sau thì hai người cũng liên lạc thường xuyên, nhưng mà khoảng một tháng sau là cái cô Duyên này nè cậu mới báo là gọi qua báo tin vui cho ảnh là em có thai rồi. Trời ơi, anh Thắng nghe anh mừng húm luôn, quá trời đã luôn rồi. Nghe có thai rồi thì hai vợ chồng cũng dự định là về Việt Nam sinh sống, cũng bàn với nhau, thủ thủy với nhau rất là nhiều. Anh cũng muốn là cô Duyên này mới vẽ ra cho ảnh là bây giờ là phải mua cái nhà, bây giờ mua cái nhà để mà cho con mình nó sống, gọi là ở ngay chỗ cái trung tâm, cho sau này là nó khi mà nó sinh ra thì nó đi học đồ thì nó được học những cái trường gọi là ngay trung tâm thì nó tốt hơn những cái trường vùng sâu vùng xa, rồi sau này thì cũng thuận tiện cho nó hơn rất là nhiều cái tương lai của con đó. Thì anh Thắng này nghe cũng quá hợp lý đi, với con mình bây giờ mua nhà mà trong vùng sâu vùng xa thì cái trường trong vùng xa thì cái điều kiện giáo dục nó sẽ không bằng ở những cái trung tâm thành phố lớn đó. Thì anh mới làm gửi tiền về cho chị Duyên này mua một cái căn nhà ngay trung tâm đó. Thì để mà cả nhà mà thấy là mua căn nhà mà 3,5 tỷ ngay ở trung tâm thì mình thấy là căn nhà 3,5 tỷ là cũng ngon lành rồi, cũng đường lộ rồi xe hơi chạy vi vu luôn, đó là ngon lành quá trời nữa. Khi mà ở tỉnh mà căn nhà 3,5 tỷ thì rất là vip rồi đó. Thì mua xong căn nhà rồi thì hai chồng mừng quá trời mừng luôn, anh Thắng định mừng đó, thì chuẩn bị mà để mà lót ổ đón con ra đó. Xong thì mua được con nhà rồi thì cái cô Duyên này cậu mới gọi qua nữa, gọi qua để nói chuyện với anh Thắng, đã nói là có một cái khu vườn bán giá rất là rẻ luôn đó. Thì bắt đầu bán giá rất là rẻ rồi thì anh mua đi để sau này hai vợ chồng mình đó, một cái vườn mà vườn dừa nữa cả nhà. Mình thấy ở nước ngoài mà nhìn thấy những trái dừa, nhìn dừa xanh dừa vàng nhìn thấy đã quá, người ta lên clip người ta trồng dừa thu hoạch rất ngon luôn. Nói là ở đây người ta bán năm công vườn này mà sau này mà anh về á, hai chồng mình trồng vừa hàng tháng bán cái trái có tiền nè, rồi mình chăn nuôi gà vịt ở trên những cái mảnh vườn của mình nữa, rồi nuôi cá nữa, thì coi như là hai chồng mình làm ở cùng nhau làm rồi gọi là ăn hưởng rồi cái cuộc sống tươi đẹp bình yên, rồi con cái cũng gọi là học hành đàng hoàng nữa, thì đây là một điều quá tuyệt vời rồi. Nên là cô Duyên này mới vẽ cho anh Thắng thì ra một cái gọi là tương lai rất là đẹp, rất là hạnh phúc. Cô Duyên nói là dừa ở đây là 40 ngày là người ta thu hoạch một lần, mà một cái buồng dừa vậy đó là nó 30 trái, 30 mấy trái dừa xiêm mà nó trái say lắm, xinh xanh đó. Đó thì cả nhà mình thấy là bán cũng có tiền. Đó thì coi như là anh mua cái buồng dừa này bây giờ có thu nhập rồi, thì hàng tháng đó thì coi như là anh cũng không phải làm gì nhiều vất vả nữa, cứ ngồi đó mà thấy tiền thôi nó sẽ ổn định hơn. Tại vì anh ở nước ngoài anh về thì nhiều khi là kinh doanh những cái khác á, người ta gọi là mánh mung đồ nhiều cái, cho nên là nhiều khi là mình làm không có bằng người ta, cho nên là mình trồng trọt và chăn nuôi này nó sẽ ổn định cuộc sống hơn rất là nhiều. Đó thì nghe nói cũng quá trời gọi là hợp lý luôn. Đó thì anh ta cũng vay mượn bạn bè họ hàng đồ tiền để mà gửi về quê, về Việt Nam để mà cho cái cô Duyên này mua một cái mảnh vườn để mà hai chồng này về sinh sống. Anh đó cũng định về Việt Nam rồi, anh định làm vài năm nữa thôi. Đó thì
gửi tiền về thì cái mảnh vườn này á 5.000 mét vuông, mà mảnh vườn này tới gọi là 3.5 tỷ rồi. Đó thì số tiền rất là lớn luôn cả nhà, đâu phải giỡn đâu, 3.5 tỷ đâu phải là con số nhỏ. Nhưng mà anh ta vẫn mua, và anh ta dai của bạn bè anh em họ hàng quá trời luôn, dai. Và anh dự định là anh cài gọi là cài đêm cài ngày luôn, khoảng 3 năm sau nữa thì anh sẽ về Việt Nam sống luôn, trả hết nợ là anh về Việt Nam sống với vợ con luôn. Đó thì ngon lành rồi, bây giờ là vừa mua được nhà rồi, mấy tháng sau mua được một mảnh vườn nữa, ngon lành quá. Đó rồi cả nhà mình thấy đó. Nhưng mà thật sự nó mua nhưng mà cái cô Duyên này nè, cổ đâu có mua đâu. Đó thì gửi tiền về, cô cũng thuê một cái nhà như vậy, nó nói là nhà của cổ, rồi một mảnh vườn như vậy, nhưng mà thật chất là cổ không có mua. Đó thì cổ với người tình mà của cổ đó lấy một số tiền đó thì mua một cái nhà ở nơi khác cho hai vợ chồng, gọi là làm giấy kết hôn rồi mua một cái nơi khác, rồi anh chồng là đứng ra mua, rồi mua một mảnh vườn nơi khác nữa để hai chồng làm ăn kinh doanh. Và đứa con này cũng là con của một cái anh bồ của cô Duyên này, đó là anh Tâm. Đó, anh Tâm này anh kết hợp với cô Duyên này để lừa gạt cái anh Thắng Việt Kiều đó. Thì sau đó thì mình thấy đó là hai vợ chồng cũng không có lật sẵn mặt đâu, hai chồng mua nhà chỗ khác rồi, và mua vườn chỗ khác luôn, rồi làm giấy kết hôn luôn, rồi trong khi là anh Thắng này, Việt Kiều này ở nước ngoài về thì cứ tin tưởng vợ thôi, cứ tin tưởng cô Duyên này, cho nên là đâu có làm giấy kết hôn, đâu có gì đâu, tính là về đây nhập tịch Việt Nam trở lại rồi mới là làm giấy kết hôn đồ này kia luôn, đủ cái đó. Thì cho nên là anh ta giờ là đang quốc tịch Mỹ mà. Đó thì anh ta cũng cố gắng làm. Và cô Duyên này một thời gian thì cô Duyên thì sinh con ra thì đứa con gái nữa, rất là dễ thương, mình nó bụi bẩm nhìn đã lắm. Đó thì trời ơi, coi như là quá trời sướng rồi. Đó thì cái anh Thắng Việt Kiều này, anh ấy cưng quá trời cưng đứa con gái luôn. Trời, có đứa gái mà cưng gọi là khỏi chỗ chê luôn, mà con nít mà nó sổ sữa, nó bụi bẩm, gia đình chúng ta nhìn nó đã dữ lắm, nó nhìn thấy là muốn ôm muốn hôn rồi. Đó thì ngày nào đó là bữa nào cũng vậy đó. Đi làm về là anh canh giờ anh gọi điện nói chuyện với vợ, nói chuyện với con gái, cho nên anh Thắng này anh rất là hạnh phúc đó. Thì một thời gian sau nữa thì bắt đầu là cô Duyên này coi như là bào, mà cái tâm lý của cổ là bào, cho bào được bao nhiêu thì bào, cũng vẻ là mua cái này cho con, rồi cái này cho con, mua cái kia cho con, rồi vẽ anh Thắng này anh làm gọi là làm ngày làm đêm luôn. Bây giờ là anh tăng ca kiếm tiền để trả nợ không, thì cái động lực anh càng nhiều nữa, càng tăng ca nhiều hơn nữa, kiếm nhiều việc làm hơn nữa để mà làm có tiền gửi về để mà lo cho con. Nhìn đứa con đã quá trời mà sống lo được quá trời sướng luôn. Đó thì anh coi như là anh làm xong cái công việc của mình rồi, để anh kiếm công việc khác làm thêm, làm ngoài giờ, làm đêm làm ngày luôn để lấy tiền gửi về cho vợ, cho Duyên, để Duyên lo cho con ảnh nữa. Cho nên là quá trời thấy là cuộc sống ảnh bây giờ là ảnh nằm ảnh làm rất là mệt, nhưng mà ảnh rất là sung sướng. Nó là cuộc đời của mình sao mà đã gì, vợ đẹp con ngoan, rồi có nhà có vườn có đủ thứ hết. Đó thì bây giờ là chỉ cần ở bển là ảnh cài ảnh trả xong nợ là ảnh bay về Việt Nam ở luôn chứ không nói gì thêm hết trơn. Đó thì quá đã luôn rồi. Đó thì ảnh cài một thời gian rồi bắt đầu là cả nhà mình thấy đó là ảnh nhớ con quá rồi. Anh nói là bây giờ thì thôi, thì bây giờ là về Việt Nam làm luôn, về Việt Nam ở luôn. Đó thì tiền thì ở bên bển anh trả cũng còn một phần, nhưng mà nhớ con quá, nhớ vợ quá, muốn về Việt Nam sống luôn. Đó thì còn cái tiền thì từ từ để nhờ ba mẹ rồi giúp đỡ nữa, rồi trả từ từ cho anh em rồi, người ta cũng không có đòi gấp. Đó thì khi mà anh chuẩn bị gọi là về Việt Nam á, thì trước khoảng một tuần anh về Việt Nam. Đó thì anh cũng nói là vợ cũng nói là anh về thì anh đừng có cầm tiền những người nhiều quá, rồi ra hải quan đồ khó đó, anh chuyển cho em đi, anh chuyển hết qua bên đây đi để cho con, rồi đây em với con bên nhà giữ cho nó an toàn. Thì anh cũng chuyển tiền về hết, nghe lời vợ sợ đi bỏ tiền trong túi nhiều á, thì hải quan đồ làm khó làm dễ đồ nhiều khi làm cũng bất tiện, nhiều khi người ta tịch thu luôn là chết nữa, là khổ nữa.
cho nên là gửi tiền về trước cho vợ con đi cho nó an toàn, nên gửi tiền về hết. Khoảng trước đó một tuần, một khoảng tuần nữa thì ảnh về, bắt đầu là ảnh đi về Việt Nam. Vé máy bay đồ là mua sẵn hết rồi, tuần nữa thì ảnh về Việt Nam. Thì ảnh gọi cho hàng ngày mà ảnh vẫn gọi cho vợ con, mà gọi cho vợ thì cho cô Duyên này, thì cái điện thoại lại ò ý e gọi không được. Trời, ảnh buồn quá trời luôn đó, thấy không biết là có chuyện gì xảy ra bên đây không mà sao gọi không được đó. Thì ảnh cứ gọi hoài, gọi thúc hoài không được, cái làm tiếp tục ảnh đi làm, mọi người cũng vẫn rất là lo. Cái hôm sau đi làm về ảnh gọi tiếp thì bắt máy ra thì không phải là cái cô Duyên này, vợ của anh bắt máy. Như mọi khi mà bắt máy, đây là cái tiếng của một người đàn ông lạ bắt máy. Rồi đó là anh Tâm bồ của cô Duyên, mà bây giờ hai người là vợ chồng rồi, kết hôn với nhau rồi. Đó thì anh Tâm mới nói là anh gọi cho vợ tôi có chuyện gì không. Cái anh Thắng Việt Kiều này coi như là ảnh hôm gà là hôm qua là gọi không được, là ông cũng gọi là đầu nhảy số rồi, nhưng mà hôm nay có một cái người bắt máy tự nhiên là xưng là chồng của vợ mình nữa, coi như là ông bị cuốn luôn, bị hoảng luôn đó. Thì không biết phải như thế nào, nó nói là đây là phải số rồi của Duyên không. Cái anh Tâm này anh nói là đúng rồi, đây là vợ tôi. Ủa, Duyên là vợ của tôi mà sao anh nói là vợ anh, đây là vợ con của tôi mà. Cho nên là anh Tâm mẹ nói đây vợ anh có giấy tờ gì không. Tôi vợ tôi kết hôn này nè, con tôi là xét nghiệm ADN đây nè, con này là con của tôi nè, mà nói là con của anh là sao đó. Thì anh Tâm này là mới đưa cái điện thoại cho chị Duyên, vợ anh nói chuyện với anh Thắng Việt Kiều. Thì chị Duyên nói là xin lỗi anh, tôi có chồng có con rồi, tôi với anh chỉ là gọi là đến với nhau là vì vật chất thôi, chứ thật ra là tôi với anh không có thương yêu vì nhau hết. Cho nên là bây giờ anh đừng có tìm tôi nữa, tôi có chồng có con rồi, tôi có gia đình hạnh phúc rồi. Đó thì anh cúp máy luôn, Duyên này cúp máy luôn. Đó thì anh Việt Kiều này cũng giống như là đang hạnh phúc mà đang ngon lành trên chín tầng mây luôn, giống như là bây giờ là bị rơi xuống chín tầng địa ngục chứ. Đó thì thấy ảnh gọi là bỡ ngỡ luôn, anh không biết chuyện gì xảy ra luôn và không chấp nhận được. Đó thì ảnh mới gọi lại nữa nói chuyện với Duyên. Nói Duyên vợ ảnh thì Duyên vẫn bắt máy và Duyên khẳng định là tôi đã có chồng rồi, giờ là tôi với anh không còn tình cảm nữa, mình chia tay đi. Đó thì ảnh mới nói là chia tay là sao, rồi đó giờ cô gạt tôi hả? Rồi tiền tôi 3 tỷ rưỡi tôi gửi về cho cô mua nhà đâu, rồi 3 tỷ rưỡi tôi gửi về cho cô mua vườn đâu, cái tiền đó cô phải trả lại cho tôi. Rồi bắt đầu là cô Duyên thì mới nói, ủa mà thứ nhất là nhà bây giờ là tôi không có đứng tên, tôi không mua gì hết, đất vườn tôi cũng không mua đó, thứ nhất ha. Bây giờ anh kêu tôi trả, tôi lấy gì trả, tôi đâu có đứng tên đâu mà tôi trả đó, thì của này của vợ chồng tôi đó. Thì thứ nhất. Cái thứ hai nữa là anh nói anh gửi về anh có chứng cứ gì không, anh gửi đường chui đường gì không đâu có cái gì mà chứng từ gì để chứng minh là tiền anh gửi về đâu. Cho anh chàng này mới làm gọi là không biết phải làm sao hết. Khi mà cái cô Duyên nè cũng quá trời ngang ngược, cũng nói chuyện ngang không cho nên là bây giờ là không thể nào mà đòi tiền lại được. Mà con thì con của người ta, vợ thì mình chưa có kết hôn mà người ta có kết hôn rồi, rồi xét nghiệm ADN thì con cũng là con của ông Tâm kia. Cho nên là coi như là bây giờ coi như là anh Thắng Việt Kiều này anh mất trắng luôn. Đó thì bao năm dành dụm để mà hy vọng có vợ có con, có một cái gia đình hạnh phúc, nhưng mà khi mà đến một lúc rồi đó, chuẩn bị gọi là trở về quê hương để mà sinh sống, thì lại là bị một cái cô gái này cô gạt, phải nói là trắng trợn luôn, cô gạt mà anh Thắng này ảnh không thể nào mà trở tay kịp. Đó thì ảnh rất là gọi là suy sụp hoàn toàn luôn đó. Nhưng mà ảnh rất là ổn bức, ảnh vẫn về Việt Nam. Đó thì sau một tuần là ảnh trở về Việt Nam, bay về Việt Nam và ảnh đến ảnh tìm cô Duyên này. Tìm cô Duyên này thì bắt đầu có một cái sự mà gọi là tránh né, tức là cô Duyên này cậu chuyển đi nơi khác rồi, rồi cho nên là không có gặp. Đây là ngay chỗ chợ Bình Đông ha, phường 14 quận 8.
đó thì không có gặp được cái cô Duyên này, cũng không gặp được cái anh Tâm, anh chồng của cô Duyên này nữa. Hai người trốn biệt tích rồi, trốn mất tiêu luôn, không có gặp. Đó thì anh ta mới kiện ra tòa về là cái tội là cô Duyên này lường gạt cái tình cảm và tài sản của anh ta. Nhưng mà khi mà anh ta kiện ra tòa thì tòa nói là yêu cầu anh là cung cấp cái chứng cứ là ví dụ như là anh có giấy kết hôn không, nói cô Duyên này vợ của anh thì anh có giấy kết hôn không, thì anh lại không có đưa ra được chứng cứ là cái giấy kết hôn. Cái thứ hai nữa thì anh nói là anh gửi tiền mà tiền tỷ đó mà để về mà cho cô Duyên này mua nhà mua đất, thì anh có cái chứng từ gì không, từ bên Mỹ anh gửi tiền về bên đây thì cơ quan chức năng người ta mới có chứng từ, gọi là ta mới chứng cứ thì có cơ sở để mà ta thụ lý cái đơn kiện của anh. Chứ bây giờ anh nói miệng mà hoàn toàn không có một cái cơ sở nào hết, thì bây giờ cơ quan chức năng người ta cũng không có một cái cơ sở nào để mà chấp nhận cái đơn của anh, cũng như là không có cơ sở nào mà để xử lý những cái người mà anh kiện hết. Đó thì tòa án thì nói chuyện thì phải nói chuyện đến chứng từ, chứng cứ, chứ không thể nào mà có thể là nói không được. Đó cho nên là bây giờ thì nếu anh muốn kiện thì anh phải tìm được các chứng từ, chứng cứ đi. Đó thì cả nhà mình thấy đó, gần như là tin tưởng tuyệt đối vào vợ của mình. Rồi về cũng thấy bà con họ hàng nữa về chơi, thì cô Duyên này cũng phản bác là tôi chỉ quen anh ta thôi, vì giống đó là lúc đó là tôi chưa có chồng, rồi sau này là tôi không quen cô ta nữa thì tôi có chồng là chuyện bình thường. Tôi chưa có chồng, tôi quen ai quen, tại vì cái lúc mà quen với cái anh Thắng Huy Kiều này á, thì cô Duyên này cũng chưa có đăng ký kết hôn với anh Tâm, cho nên là lúc đó là ông chỉ còn độc thân, cho nên là ông có quyền đó. Sau này thì gọi là khi mà đăng ký kết hôn rồi thì coi như là ảnh là vợ chồng hợp pháp với anh Tâm rồi. Anh cô Duyên này cổ phản bác lại, và anh Tâm Việt Kiều này coi như là thua cái mưu sâu kế độc của cả hai vợ chồng là cô Duyên và anh Tâm này luôn. Nhưng mà có một cái điều đáng nói ở đây á, là cô Duyên rất là cay độc rồi, thì cái đó là mình đã nhìn thấy từ đầu. Nhưng mà cay độc hơn nữa là cái người mà đáng lên án đó là anh Tâm này. Anh Tâm này ảnh phải nói là bất chấp thủ đoạn, ảnh sẵn sàng mà để bạn gái mình, để vợ mình gọi là cặp kè với người khác để mà gạt tiền của người ta. Thì đây cũng là gọi là một cái việc làm mà hèn hạ và quá nhục luôn, rất là nhục. Đó thì sau những cái câu chuyện này thì cái người mà thiệt thòi nhất vẫn là anh Tâm, và cái người được lợi nhất là vẫn là xin lỗi gia đình, cái người mà thiệt thòi nhất là vẫn là anh Thắng Việt Kiều, và cái người mà được lợi nhiều nhất đó vẫn là hai vợ chồng của anh Tâm và chị Duyên, không làm mà có ăn, không làm mà có tài sản. Đó thì hai vợ chồng gọi là có tài sản, có nhà, có cửa, rồi có vườn, có ruộng, cho nên là sống ngon lành cành đào. Còn anh Thắng Việt Kiều này, anh phải ôm hận ở nơi xứ người, và kể từ đó là anh cũng không, anh gọi là không muốn gọi là tiếp xúc gì với những cái cô gái nữa hết á. Mà anh gọi là cuộc đời anh coi như là thua rồi. Thì bây giờ anh cố gắng về, quay về và tập trung vào cái công việc để anh làm, anh trả nợ xong rồi thôi. Cuộc đời anh vậy thì anh cố gắng làm cái kiếp người của anh, rồi anh báo hiếu cho cha mẹ xong rồi coi như là xong một kiếp người, xong một đời người. Tại vì anh cũng hiểu cái lứa tuổi của anh rồi, chịch một ly đi một dặm. Và không phải là chia tay cô gái này để quen cô gái khác, thì có thể là mình yêu cô gái này rồi mình chia tay một thời gian thì mình quen lại cô gái khác thì bình thường khi mà ổn định tâm lý lại. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là một cái chuột chia tay gọi là tức trào máu, máu dồn lên tới não luôn rồi. Cho nên cũng cái cuộc chia tay này quá quá bức xúc, quá gọi là căm phẫn. Cho nên là anh Tăng Đa cũng không thể nào quên được, và anh ta cũng không thể nào mà có một cái can đảm để mà quen lại đến một người con gái khác nữa. Mà cuộc đời anh cứ lặng lẽ trôi đi như vậy thì thấy rất là thương, rất là buồn cho anh Thắng Việt Kiều này. Và đây cũng là một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả các anh chị Việt Kiều khi mà có nhu cầu kết hôn rồi chuyển tài sản của mình về thì nên làm
phải rõ ràng từ đầu đó. Thì nếu mà kết hôn thì phải có giấy tờ của cơ quan chức năng, cũng như là chuyển khoản thì chúng ta phải chuyển khoản đi con đường chính ngạch. Nếu mà anh không sợ cái phí nó cao, phí chênh lệch đó, anh chuyển khoản đường chính ngạch qua ngân hàng thì có lẽ là bây giờ thì anh Thắng đã ra tòa anh kiện là anh lấy lại được tiền rồi đó. Thì vợ thì coi như là không thể có nữa, không mất đi, không quen nữa, nhưng mà tiền thì có thể anh lấy lại. Nếu mà anh chuyển khoản chính ngạch là tiền ảnh có giấy tờ anh chuyển về cho cô Duyên này, thì cô Duyên này không chối cãi được thì bắt buộc là tòa ra xử là phải trả lại thôi. Nhưng mà do là anh chuyển cái đường chui, không, anh sợ tốn phí nhiều, không có đường chính ngạch, cho nên là không có giấy tờ về chứng minh là anh đã chuyển tiền về cho cô Duyên này hết, cho nên là anh cũng thua kiện và anh không có lấy lại được tiền đó. Thì đây cũng là một cái bài học gọi là để đời, một cái lời cảnh tỉnh cho các anh chị khi mà mình có quan hệ tình cảm hay là có cái vấn đề tiền bạc với nhau thì chúng ta nên rõ nét và nên cẩn thận từ đầu để tránh mà mất đi tình cảm, rồi mất đi tiền bạc, rồi mất đi cả một cái tương lai, rồi suy sụp tinh thần. Đó thì ảnh hưởng rất là nhiều đối với cuộc sống của mỗi con người. Thì đây thì y cũng rất là đồng cảm và rất là thương cái anh Thắng Việt Kiều này. Nhưng mà cuộc đời mà, đời thì không bao giờ như là mơ hết. Đời chỉ là đời thôi, chứ không phải là một giấc mơ. Cho nên là sau cái giấc mơ thì mình cũng tỉnh lại, và cuộc đời nó vẫn có nhiều cái nỗi thăng trầm và cay đắng. Hy vọng là anh Thắng Việt Kiều này sẽ sớm vượt qua và sớm có được một cái hạnh phúc của riêng mình. Đó thì mình thấy đó rất là thương anh, và hy vọng là anh Tâm và chị Duyên này sẽ có một cái lúc nào đó sao động lòng và cảm thấy thương anh Thắng, và có một cái gì đó nếu mà làm ăn được ngon lành thì cũng có chia sẻ lại một tài chính cho anh Thắng để mà phần nào đó nguôi ngoai hơn. Đó là cái tình người với nhau. Còn thực chất thì cái lòng tham của mỗi con người là vô đáy rồi, cho nên là đã động tới lòng tham thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đó thì mong rằng là tất cả các anh chị chúng ta cẩn thận trong tình cảm, cẩn thận trong chuyện tiền bạc, để sau này không phải hối hận như là anh Thắng Việt Kiều. Đây thì coi như là đi cũng chia sẻ cho gia đình chúng ta một cái câu chuyện rất là lâm ly và bi đát. Và đây là ngay ngã ba đường, ngay cua quẹo đây, đường Hoài Thanh giao nhau với Ngô Sĩ Liên. Chỗ đi đang đứng đây là đường Hoài Thanh, còn quẹo qua đây là Ngô Sĩ Liên, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì cả nhà mình thấy là bây giờ quận 8 thì cũng rất là đẹp, rất là gọi là ngon lành cành đào. Đó thì trước mặt gia đình chúng ta thấy chung cư đang xây, đó là chung cư Aroda. Aroda thì xây xong thì sẽ rất là đẹp. Tại vì ngay mặt tiền view kinh đối diện với bên kia sông là bên quận 6, đại lộ Võ Văn Kiệt. Đó thì vòng vòng đây thì cả nhà thấy là quận 8 như một cái ốc đảo vậy. Khi mà cái hệ thống kênh gạch bờ kè được làm lại, rồi nước rồi xử lý được hết, thì sống ở quận 8 thì gia đình chúng ta sẽ thấy là hưởng được một cái khí hậu rất là mát mẻ, trong lành. Đó thì bây giờ thì cầu đồ cũng nó bắt ra rất là thuận tiện rồi. Đó, những cái bờ kè này đẹp như thế này, chiều đi dạo mát rồi tập thể dục đồ nữa thì coi như là rất là tuyệt vời. Đó thì những cái quận khác, quận trung tâm thì gọi là đất chật người đông, nhưng mà cả nhà mình thấy là khí hậu thì nóng bức, xe cộ thì chạy nhiều, nhưng mà qua quận 8 này thì cũng đất chật người đông, nhưng được cái là có những cái dòng kênh chằng chịt. Đó thì những cái hệ thống sông ngòi dày đặc thì phần nào cũng xoa dịu những cái khí hậu khắc nghiệt của Sài Gòn chúng ta. Đó thì thành thử ra thì giai đoạn gần đây thì có nhiều anh chị cũng muốn định cư quận 8, cho nên là thị trường nhà đất quận 8 cũng sôi động so với những khu vực khác, và giá cả của bất động sản cũng tăng lên nhiều do cái thị hiếu, cái nhu cầu của người muốn đến sinh sống tại quận 8 chúng ta. Thứ nhất là cái giá nó rẻ hơn những quận trung tâm, thứ hai là khí hậu ngon lành cành đào nữa. Đó thì làm cho là nhiều người tìm đến, thì cái giá bất động sản nó cũng có nhỉnh lên phần nào so với những cái quận khác. Đó thì clip MRI đến đây thì cũng xin tạm dừng. MRI cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình
đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.